Vâng, thì Audio xin kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại với kênh YouTube của Tỷ Audio. Một kênh hiện đang cung cấp những thiết bị âm thanh hàng Mỹ do Mỹ sản xuất, nhiều những thiết bị khác nhau, những linh kiện rời, những cặp loa phun đôi, phun đơn, những đời 3 số, 4 số, vân vân. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tỷ Audio theo số điện thoại mà Tỷ Audio đã ghi chi tiết về số điện thoại cũng như địa chỉ trên tấm biển này. Vâng, những quý vị nào có thể kết Zalo để được cung cấp thêm về hình ảnh về những sản phẩm mà bên Tỷ Audio đang sở hữu. Những quý vị nào không sở hữu Zalo xin hãy điện thoại cho Tỷ Audio để được tư vấn một cách trực tiếp mà chi tiết nhất. Quý vị và các bạn thân mến, clip hôm nay thì Tỷ Audio đang thực hiện để chuẩn bị test lại những con đẩy Crown 5002 VZ hàng của Mỹ do Mỹ sản xuất. Con này được chạy nguồn điện là 220 đến 230V trước khi gửi tới cho anh Nguyễn Thanh Vân. Anh có địa chỉ thuộc tỉnh An Giang. Và anh Nguyễn Thanh Vân cũng là người đã sở hữu cặp Super 2Bass 40 đời cao cấp với model JBL-SR4715X. Mà Tỷ Audio cũng bận rộn nên không làm được video để test lên kênh để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe cũng như để thưởng thức về chất âm của những cặp số kép 2Bass 40. Tuy nhiên hôm nay anh sẽ sở hữu tiếp con Crown này vì anh cũng đã ủng hộ cho Tỷ Audio đến con Crown này là con thứ hai và cặp số kép. Và mọi nhu cầu quý vị hãy liên hệ với Tỷ Audio theo số điện thoại đã ghi trên. Và bây giờ Tỷ Audio sẽ khởi động máy và sẽ test lại để kiểm tra nó được hoạt động đều hai kênh trước khi để gửi tới cho anh Trần Thành Quang để anh được xem trên kênh của Tỷ Audio để anh được biết được nó vẫn hoạt động đều hai kênh một cách bình thường và hoàn hảo để anh được yên tâm, bởi vì một đoạn đường vận chuyển cũng khá xa. Vâng, anh Trần Thành Quang, Thành Vân thân mến, em sẽ test trước tiên là một kênh. Vâng, bây giờ sang kênh thứ hai. Vâng, bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe cả hai kênh.
các bạn thân mến, clip này thì Audio đã thực hiện để test lại hai kênh được hoạt động đều bình thường trước khi để gửi tới cho anh Trần Thành Vân. Anh có địa chỉ thuộc tỉnh An Giang. Và bây giờ thì Audio sẽ xin được dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu để mua sắm, quý vị hãy liên hệ với Tỷ Audio theo số điện thoại đã ghi trên tấm biển. Và quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký kênh, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều những clip tiếp theo trong những mặt hàng tiếp tục cập bến với Tỷ Audio.